Bank index <laughs> rất nhiều anh em gọi là đặt tên cho thị trường hiện tại là Bank index chứ không còn phải là vn index nữa rồi thị trường của chúng ta hôm nay giao dịch ngày uh, 19 tháng 1 đúng không anh em nhìn thấy rất là kinh khủng luôn thị trường chúng ta kết phiên cao nhất tuần 1181 đúng không khi mà chứng kiến uh, bộ ba <laughs> bộ ba tam đa ba cụ bidv Vietcombank và CTG thêm con gáp nữa bằng vầy con kéo khoảng gần 10 điểm thị trường chúng ta tăng khoảng 12 điểm ok <laughs> anh em nói chung là anh em mít kép là ngồi móm vốn hóa vừa là ngồi móm còn anh em trụ là ai cầm banh thì nói chung là tết này thì nhận lì xì rất là to vậy thì thị trường hiện tại như thế nào có thực sự là là rủi ro hay không thông thường ấy, thì anh em sẽ có một cái suy nghĩ đó là khi mà banh nó tăng như này ấy, thì anh em sẽ lo ngại đó là khi mà banh nó điều chỉnh cái ấy, thì có mà các cổ khác thì có mà vã lô anh em suy nghĩ như vậy cũng đúng đấy không hề sai đâu thứ nhất chúng ta phải làm rõ cái câu chuyện là banh nó kéo như thế này ấy. thì nó là bình thường hay không bình thường bất bình thường nữa thì bản chất khi mà cái chúng ta nhìn nó chỉ là vấn đề về điểm số thôi chúng ta nhìn vào thị trường nó nhìn vào vấn đề là điểm số Chứ chúng ta không lại nhìn vào từng cổ phiếu một nó vận động như thế nào Chúng ta phán đoán tình hình Chúng ta nhìn vào điểm số Thì đây bây giờ chúng ta phải xem là nhóm banh nó vận động như này là bình thường hay không Thứ nhất đó là Khi mà nhóm banh nó tạo đáy Đầu đấy khoảng cuối 11 tháng 12 Mình nói vu vơ thôi trên live stream thôi Đó là Banh nó chiếm vốn hóa khoảng 30-40% index Tức là index muốn tăng điểm thì banh nó phải kéo vì nó chiếm vốn hóa khoảng ba bốn mươi và khi banh nó tạo đáy rồi thì, thì khả năng rất cao là index sẽ tạo đáy nhưng mà sau đó xong ấy thì có thể là banh vớ vẩn nó để sóng một ngành thì cũng vã lộ về nói mồm mồm rất là thôi vã lộ sóng một ngành vì nó chiếm khoảng ba bốn mươi vốn hóa thì hoàn toàn có thể kéo một sóng một ngày nhưng không thể nào ví dụ bất động sản mà lại kéo được một ngành không kéo được bất động sản chiếm khoảng 15% vốn hóa nguyên chứng khoán không kéo nổi những banh thì nó có thể làm được như vậy kết hợp với cái việc mà gần tết thì thanh khoản nó rất là thấp thì cái việc mà kéo một ngành ý, nó cũng là có thể xảy ra nhé anh ngờ à, kéo một ngành thật đấy anh em ạ à. đây gọi là sóng một ngành sóng banh ra sóng banh nó xảy ra tương đối là nhiều tương đối là nhiều mình theo dõi tương đối là nhiều cái sóng một ngành nó giống khoảng 2014 2015 2021 cũng là sóng banh Banh chứng thép bất động sản. Ai không đầu 2022 cũng là sóng banh. Đầu 2022 anh em nhớ sóng banh kéo gãy nhá. Sóng banh kéo thị trường mới gãy nha Đấy cũng là sóng banh. À, bây giờ chúng ta lại chứng kiến một cái sóng banh nữa. Đấy sóng banh cũng khoảng 20%. Với mình thì sóng banh như thế này thì anh em thứ nhất đó là anh em phải biết là cổ đông banh họ đang chờ đợi rất là nhiều. Thì thế câu trả lời đầu tiên đó là cái sóng banh như này nó là bình thường nó không có cái điều gì mà quá là bất thường ở đây cả yeah, đó là bình thường tại vì cổ đông banh em biết họ ăn nằm rất là lâu rồi trong khi các cổ đông khác ví dụ ý con như đầu tư công từ đáy lên 2022 lên bây giờ anh em xem nó tăng gần ba trăm nhân hạ nhân ba nhân bốn hết rồi hay là bất động sản hay là chứng khoán đúng không còn banh bây giờ con cao nhất chắc x2 ví dụ như là con BIDV cùng lắm nhân hai từ đáy lên các con khác trung bình khoảng tăng được khoảng sáu bảy mươi vậy thì các con khác mà nhân ba thì banh cũng phải cho nó nhân hai nó chỉ tạo một cái bình thông nhau nó là rất là bình thường thôi nó không có cái gì cả yeah. Thì thế nên là cái việc mà banh tăng ấy, nó là bình thường không sợ có cái gì mà anh em phải cổ đông khác mà phải yếu ới cả nhưng mà khi mà banh tăng trong cái bối cảnh và giai đoạn gần tết như này ấy, thì nó lại dẫn đến một cái tình trạng nó là thanh khoản nó, nó suy giảm tại vì kéo một ngành banh kéo phải tiền rất là lớn sóng như này anh em sẽ thấy đây, đây là sóng nhỏ của banh thôi banh kéo dòng tiền nó kinh khủng lắm và khi mà dòng tiền kinh khủng mà đến cái giai đoạn này thanh khoản chỉ còn 13 ba bốn nghìn vì chỉ có kéo banh cái là anh em ứ ừ hết anh em khác coi như là ngồi ngắm thôi hả ngắm cái cụ lăn xôi thôi chứ còn bây giờ là chịu không biết làm gì câu hỏi số 2 là sóng banh này nó có duy trì được nữa hay không Câu hỏi số 1 là sang banh thì bình thường hay không nhỉ? Rất bình thường. Câu hỏi số 2 là sang banh này còn duy trì được nữa hay không? Nó còn duy trì đến hết lại ngoài làm khi nào phải nâng hạng xong. Cái việc mà nâng hạng của thị trường, cái việc mà quy mô vốn của thị trường chứng khoán bằng 100% GDP vào 2025. Tức là thị trường nó phải quanh khoảng 17 800 Bây giờ GDP của chúng ta quy mô vốn thị trường chứng khoán là khoảng 6 triệu tỷ, 5,5 đến 6 triệu tỷ. GDP là khoảng hơn 10 triệu tỷ thì anh em cứ tăng khoảng 4% 34% lên thì có phải lên 1 7 1 8 Banh không kéo thì con nào kéo Chắc chắn phải có sự góp mặt của banh Nó chiếm 3-40% vốn hóa của index rồi Là anh em phải biết nó chiếm rất là nhiều tỷ tỷ trọng Index tăng 10 điểm trong đó nó sẽ đóng góp 3 điểm, 4 điểm là Anh em phải biết ngành banh nó cực kỳ lớn trong index nó như nào Và khi mà nâng hạng lên ấy, thì dòng vốn ngoại nó sẽ vào và Dòng vốn ngoại nó sẽ vào ấy nó chỉ mua trụ thôi nó chẳng mua được cái gì khác cả tiền nó to tiền nó vài nghìn tỷ nó chỉ mua trụ thôi nó phải đánh xe to nó không đánh xe nhỏ nó phải mua những cái công ty mà tài chính các thứ nó an toàn nó không thể nào đánh mít kết, nhỏ nhỏ như anh em mình đánh ở mỗi con giao dịch khoảng vài trăm tỷ được nó phải đánh con mà giao dịch khoảng vài nghìn vài nghìn tỷ có thanh khoản trong trụ về nào ba mươi nhá đấy là sóng nâng hạng đó còn sóng của trụ vì đến là hai không nó còn tiếp tục nó tặng đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi nha màn dạo đầu rất là bình thường của banh rồi ok câu hỏi số 3 bắt đầu đi vào chủ đề chính mà anh em quan tâm cái sau sóng banh thì bắt đầu nó có kéo lan tỏa vào nhóm khác không thì mình chia sẻ với anh em kinh nghiệm như sau nhé anh em phải chuẩn bị tâm lý tinh thần trước đi ví dụ banh ấy, thường nhé nó sẽ chạy một đoạn nó khức lại nó vài tháng luôn ấy. nó phi nó phi rất nhanh nhưng mà nó phi trong khoảng hai tháng 3 tháng nó dừng lại nó nghỉ luôn khoảng 3 tháng này nó là nghỉ luôn cả 5 tháng 6 tháng vì thế một năm anh em cổ đông banh nó chỉ sơ một lần thôi ông nào không kiên trì thì phải chịu thôi một năm banh nó chỉ ăn được khoảng một lần như này thôi một đến hai lần nữa. ít lắm còn bất động sản chứng khoán một năm các ông hốc ba bốn lần mấy vọng liền thì các ông không nói gì đúng không nhưng một năm banh người ta chỉ ăn được như này thôi Đấy, trước khi ăn anh em thấy nó còn rũ lên cũng xuống đoạn tháng 11 nó còn rũ cho gần chết cổ đông banh ý. như thế nên là anh em phải cho người ta ăn nhá xong cái câu chuyện của banh này khi mà banh nó kéo giữ lên vạn, nó lên như vậy xong thì nó bắt đầu đi ngang khi nó đi ngang đầu tiên trước khi nó đi ngang ấy, thì nó sẽ phải có một cái cú điều chỉnh giảm giảm ngắn hạn ví dụ nó tăng hai phần trăm nó sẽ điều chỉnh khoảng bảy nó tăng ba trăm nó điều chỉnh khoảng 10 phần ví dụ thế nó sẽ điều chỉnh khoảng 1 phần ba so với đà tăng thì cái cú rơi đó mid kép khả năng sẽ, sẽ rơi gồm thì anh em phải chú ý nhá chú ý diễn biến nhá nó kinh nghiệm nó sẽ như vậy tức là khi mà lần đầu tiên mà banh mà rơi điểm banh mà điều chỉnh ấy khoảng một phần ba so với đà tăng trước đó thì khả năng rất cao là mid cap sẽ rơi cổ nhưng mà tranh thủ những cái lúc đấy ý, đừng có cắt lỗ tranh thủ những lúc đấy mua vào nhá, căn kem mua vào đấy có thể là những cái cú rũ bỏ cuối cùng khi mà ví dụ như là chỉ số nó chỉ cần điều chỉnh một cái thôi và banh nó điều chỉnh còn một phần ba bắt đầu nó bắt đầu nó đi ngang cái đoạn bắt đầu đi ngang là lúc đấy mít kép sẽ tăng còn đoạn mới đầu banh chỉnh thì có thể sẽ chỉnh chung nhưng cái đoạn bắt đầu đi ngang có thể nào vừa nó vừa nó vừa nó sẽ tăng thì khi mà banh mà đã kéo tạo nền tiền lớn nó đã vào rồi ấy, thì bắt đầu dòng tiền nó sẽ lan tỏa ra các dòng tiền nhỏ Còn khi nào mà banh nó vẫn đang còn sóng ấy thì thường nó sẽ kéo rất là kinh không đến lừa anh em đâu nhá yeah. thì thế các anh em khác phải ngồi kiên trì đa phần các nhóm cổ phiếu của nó vừa và nhỏ mình nó ngồi mình check thì mình ngồi mình check mình xem các nhóm thép để khỏe nhất thì cũng vẫn đang sideways biên sideways có hết biên vẫn đang ở lanh quanh ở biên sideways thôi chưa có vượt được Vậy thì đang chờ tín hiệu từ thị trường xem là khi nào mà banh có cái dấu hiệu mà điều chỉnh thì có thể nó sẽ rũ bỏ một lần cuối sau khi rũ bỏ một lần cuối xong có thể là bắt đầu đi ngang khi banh đi ngang một cái thì bắt đầu các anh nghĩ là là vọt lên nhá yeah đấy thì anh em cứ chuẩn bị tinh thần thì anh em vốn nó vừa thì cứ chuẩn bị một tinh thần có sẽ có một cái cú rũ bỏ chẳng hạn là như thế trước khi là anh em có một cái đà tăng và chúng ta phải kiên trì giống như cổ đông banh người ta cũng kiên trì chúng ta phải kiên trì một năm chúng ta sơi ba bốn lần nhưng mà chúng ta sơi ít đâu ít hơn họ đâu tính từ đáy lên các ông toàn nhân ba nhân bốn rồi các ông banh các ông chưa nhân hai thì cái việc mà chúng ta phải hình dung nó nó phải thông nhau một tí như? miễn là thị trường nó tăng là được còn nhiều khi anh em cứ bị chỉ số anh em bị sốt ruột ấy nhưng mà chúng ta cũng đâu biết là nhiều khi anh em chỉ cần tài khoản đi ngang thôi đó là tốt rồi chứ chắc nó cần phải tăng yeah, cần đi ngang thôi à, nhiều ông chỉ mong về bờ thôi ok động viên anh em tinh thần một chút vậy cũng chúc mừng cổ đông banh giai đoạn này cũng động viên tinh thần anh em vượt qua hy vọng có sóng sau tết bye bye